Chào các bạn. Sáng hôm nay mình chia sẻ với các bạn một trong những cái lợi thế của người ra làm kinh doanh, người ra khởi nghiệp làm chủ doanh nghiệp. Bữa vừa rồi cái đoạn video vừa rồi mình có chia sẻ với bạn là tại sao chúng ta làm chủ doanh nghiệp rồi đúng không ạ? Và mình cũng chia sẻ tiếp cái đoạn video thứ hai là cái lợi thế số 1 để chúng ta khởi nghiệp. Lợi thế số 1 là chúng ta ai cũng có thể là khách hàng của chúng ta. Các bạn đi tìm cái đoạn video đó để các bạn xem lại. Thì sáng nay mình chia sẻ với bạn đến là cái lợi thế số 2. Cái lợi thế số 2 để chúng ta ra khởi nghiệp là cái gì ạ? Mà khi các bạn làm con đường khác các bạn không có được. Lợi thế số 2 đó là mình nói là bạn làm tất cả những gì mình yêu thích. Khi bạn ra khởi nghiệp thì bạn được làm tất cả những gì mình yêu thích. Ví dụ bạn có thể là thời gian là thời gian của bạn. Lúc này thời gian không còn của ai khác. Bạn có thể là dùng thời gian cho việc kinh doanh của mình. Bạn có thể dùng thời gian để đi chơi. Bạn có thể dùng thời gian để thực hiện cái đam mê của mình. Dùng thời gian để phục vụ khách hàng. Tùy. Tức là thời gian lúc này, một ngày 24 tiếng là của mình. Một ngày đó là của mình. Một tuần đó là của mình. Bạn muốn sử dụng làm cái gì đó là việc của bạn. Toàn bộ thời gian đó, bạn không phải xin phép ai. Cũng lắm bạn xin phép vợ thôi. Cái thứ hai nữa là cái công việc bạn được chọn cái công việc nào đó bạn làm, bạn chọn lĩnh vực nào bạn kinh doanh. Sáng như mình là sáng mình được quyền thức dậy mấy giờ mình thức, mình có thể làm việc mấy giờ mình làm. Và cái công việc đó, bạn có thể chia ra, bạn làm buổi sáng được thì bạn chỉ sang buổi chiều bạn làm, buổi tối bạn làm. Tức là mình được toàn quyền làm những gì mình yêu thích. Và nếu bạn nào đó mà bạn đang rất là chăm chỉ làm việc hàng ngày, bạn rất là chăm chỉ bạn làm việc mà bạn thu nhập đang rất là thấp, thì mình nói bạn đang rất là hoang phí. Cái người nào mà làm việc chăm chỉ từ sáng tới tối mà thu nhập thấp là bạn rất là hoang phí. Bạn ra bạn làm kinh doanh bạn giàu chắc, bạn khá chắc luôn. Bởi vì tất cả những người thành công họ đều chăm chỉ hết. Tuy nhiên mà bạn chăm chỉ, bạn làm lao lực, bạn làm từ sáng đến tối mà bạn vẫn không ra tiền rất là ít, thì rõ ràng là bạn đang rất là hoang phí cái nguồn tài nguyên thời gian và trí tuệ của mình, công sức của mình. Nếu bạn thực sự chăm chỉ thì bạn ra bạn làm kinh doanh bạn rất nhanh để phát triển và rất nhanh giàu có. Và nếu người nào mà đã làm kinh doanh mà bạn đã chăm chỉ rồi mà ít khách hàng, nghĩa là bạn chưa biết á. Một trong những nguyên tắc trên đời này là vậy á, một cái gì đó mà chúng ta làm chưa được nghĩa là chúng ta chưa biết cách. Chưa biết gì, chúng ta thiếu kiến thức về lĩnh vực đó. Chúng ta thiếu kỹ năng về lĩnh vực đó và chúng ta thiếu những cái trải nghiệm và bắp. Thế cái cách đơn giản là bạn đi tìm những cái lớp của các bạn học, các bạn tìm những người thầy giỏi về kinh doanh, họ sẽ chỉ cho các bạn thôi. Họ đi trước, họ có kinh nghiệm. Bạn đừng có suy nghĩ tính toán ở ngay chỗ đó, sợ tiết tiền, sợ đi học, sợ tốn thời gian thì bạn lại hoang phí tiếp. Và cái người nào mà làm việc chăm chỉ, ví dụ như là một người công nhân họ có chăm chỉ, họ rất là chăm chỉ. Sáng là 5 giờ sáng họ phải dậy rồi họ đi làm. Rồi nhiều lúc họ tăng ca đến tới 10 giờ đêm, lương thu nhập tháng 8 triệu, 10 triệu tính luôn cả tăng ca. Những cái người đó mà họ biết cách họ ra làm kinh doanh là họ giàu chắc. Bởi vì họ rất là siêng năng. Còn những người làm biếng thì họ làm cái gì họ cũng thất bại. Các bạn nhớ, tại vì cái người làm biếng là người không thể thành công được. Và cái việc đó làm chủ á, là bạn quyết định là bạn chăm chỉ tới mức độ nào. Nó tuyệt vời vậy á. Rồi bạn cũng quyết định là bạn có được bao nhiêu khách hàng. Bạn muốn làm nhiều hơn thì bạn sẽ có được nhiều khách hàng hơn. Rồi bạn cũng quyết định là bạn có bao nhiêu nhân viên, tùy bạn. Bạn cũng có thể là bạn muốn rằng là bạn có 5 nhân viên là được rồi. Nhưng mà bạn cũng có thể là bạn muốn bạn có 50 nhân viên, tùy theo cái khát khao, tùy theo cái tham vọng của bạn, tùy theo cái mong muốn của bạn. Ví dụ như bản thân mình mấy ngày hôm nay mình có quen một người bạn ở Malaysia và lâu rồi bạn qua Việt Nam, bạn muốn tìm đối tác và bạn muốn cộng tác với mình, thì mình rất là thân bạn. Nhưng mà mình quyết định cái việc đó, mình thấy ok thôi, hiện tại mình có các cái công việc kinh doanh của mình, ngoài công việc đào tạo mình có một số công việc kinh doanh riêng, rồi mình còn đầu tư bất động sản nữa, nên mình thấy ok như vậy đủ rồi. Mình từ chối bạn, mình kêu để mình đi nhờ những người khác, mình đi tìm những ai đó phù hợp làm đối tác cho bạn thôi.
các bạn là mình quyết định lĩnh vực mình làm, mình quyết định ngành nghề mình kinh doanh, nó rất là thoải mái. Và nếu mà bạn đang chăm chỉ thì mình khuyên bạn hãy ra làm chủ liền, bởi vì chăm chỉ là tố chất của người thành công và nó giúp cho bạn có rất là nhiều tiền bạc và tài chính. Vậy thì đi ra làm chủ nó có một cái lợi thế là bạn sẽ tăng thu nhập, tăng cái khả năng tiền của mình cho cuộc sống. Tại sao hồi nãy giờ mình nói tới tiền nhiều? Bởi vì cái điều trước mắt trong cuộc sống là bạn phải giải quyết cái đồng tiền này. Các bạn có thể là bạn đam mê rất là nhiều thứ, tuy nhiên khi có tiền rồi á, thì bạn mới đi giải quyết cái đam mê, còn chưa có tiền thì cái đầu tiên là chúng ta phải giải quyết cái cuộc sống, là chúng ta cần phải có tiền. Và khi bạn làm kinh doanh á, thì là một trong những cách mà nó rất là tuyệt vời để các bạn có nhiều cái nguồn thu nhập của mình. Ví dụ bạn muốn có nhiều thu nhập hơn thì bạn có thể tăng gấp đôi thời gian hơn. Một ngày bạn làm việc 8 tiếng thì bạn có thể giờ một ngày bạn làm việc 16 tiếng thì bạn sẽ có gì ạ? Bạn sẽ có nhiều khách hàng hơn. Một ngày bạn làm việc 8 tiếng bạn có được 5 khách hàng, thì bạn làm việc một ngày 16 tiếng thì bạn sẽ có gì? 8 khách hàng hoặc là 10 khách hàng. Các bạn thấy không? Bạn nhân đôi cái thu nhập của mình lên. Cái đó là cái cách thứ nhất. Tuy nhiên cái cách thứ hai thì nó thông minh hơn cái cách thứ nhất, là bạn làm việc cũng một ngày 8 tiếng thôi mà bạn làm sao bạn có gấp đôi khách hàng. Dù lần trước á, bạn làm việc một ngày 8 tiếng thôi bạn có 5 khách hàng, thì bây giờ làm sao bạn làm việc một ngày 8 tiếng mà bạn có 10 khách hàng. Bạn hình hình như chưa? Cái con đường ra kinh doanh nó giúp cho các bạn làm cái được cái việc, việc đó. Làm sao để chúng ta làm được việc đó? Rất là đơn giản, là bạn tăng cái kỹ năng lên, bạn tăng cái kinh nghiệm lên thì tự nhiên là bạn sẽ có lượng khách hàng nhiều hơn. Bạn hình dung ra điều này chưa? Ví dụ như là mình ví dụ một cái hoạt động rất là đơn giản thôi, mà hồi kia mà bạn chưa có kinh nghiệm lái xe, mới ngày đầu bạn mới lái xe thì bạn thấy trong vòng 8 tiếng đồng hồ thì bạn lái chừng đi khoảng 8 tiếng đồng hồ bạn có thể bạn lái được 200 km thôi. Nhưng bây giờ bạn có kỹ năng giỏi rồi, trong vòng 8 tiếng đồng hồ bạn có thể lái được bao nhiêu? Tới 400 km hoặc 500 km. Các bạn hình dung ra điều này nè chưa? Khi mà chúng ta tăng kỹ năng, tăng sự kinh nghiệm đó thì tự nhiên cái năng suất chúng ta nó tăng lên. Và nếu mà bạn đang kinh doanh mà thu nhập bạn đang thấp thì bạn đi tăng cái kỹ năng của mình lên. Mà muốn tăng kỹ năng kiến thức thì đi học, đi tìm những người tài học, những người họ giỏi họ sẽ hướng dẫn bạn, những người họ trải qua họ biết hết mấy cái cách. Bạn nhận ra điều này chưa? Hoặc là cái cách nào? Cái cách chúng ta có thể là xây dựng đội nhóm. Bạn đã làm được rồi thì bạn xây dựng cái đội nhóm kinh doanh, cái đội nhóm bán hàng, bạn sẽ đội ngũ bán hàng thì lập tức bạn cũng sẽ tăng thu nhập nhập liền. Cái con đường ra kinh doanh có nhiều cách để chúng ta tăng nhập. Hoặc là bạn cũng có thể là xây dựng cái hệ thống đại lý phân phối khắp mọi nơi, và nó giúp cho bạn tăng thu nhập, ok chưa? Hoặc là bạn cũng có thể là đóng gói lại, đóng gói lại và các bạn nhượng quyền nó ra. Cái đó cũng là một cái cách tăng thu nhập. Ra con đường làm kinh doanh đó, nó giúp cho bạn có rất là nhiều cách tăng nguồn thu nhập. Các bạn thấy này tuyệt vời, nó rất là tuyệt vời ở ngay chỗ này. Và cái con đường làm kinh doanh đó, nó làm cho chính bạn quyết định cái thời gian làm việc của bạn, cái thu nhập của bạn, cái công việc bạn làm. Cái đây là cái lợi thế sai, nó rất là ưu điểm. Tuy nhiên mình có một cái lưu ý ở ngay chỗ này nè. Có nhiều bạn nói rằng là em đang dở, em đang yếu, em đang làm công, em đang không có trình độ. Mình nói với các bạn cái điều nó như vậy, một cái lưu ý mà mình luôn nói với các bạn như vậy nè. Năng suất làm việc quá khứ ở quá khứ của bạn, trình độ ở quá khứ của bạn, kỹ năng ở quá khứ của bạn, ok, thậm chí những cái tệ hại ở quá khứ của bạn, những cái thu nhập thấp ở quá khứ của bạn, nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cái thu nhập của bạn trong tương lai đó. Miễn là ngay bây giờ bạn biết thay đổi và bạn bắt đầu, bạn hình dung ra chỗ này, nó hoàn toàn nó không ảnh hưởng gì. Có nhiều người cứ nhìn vào cái quá khứ của mình rồi đổ thừa đổ lỗi. Quá khứ bạn có trình độ đại học hay quá khứ bạn học tệ nó cũng chả ảnh hưởng gì tới tương lai, nếu bây giờ bạn sẵn sàng thay đổi theo một cái quy trình của những người họ đã làm được rồi. Bạn hiểu chưa? Đừng cứ ngại là bạn không thông minh, đừng cứ ngại là bạn không học nhiều, đừng cứ ngại là bạn không giỏi bằng người ta. Cái chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ này bạn sẵn sàng thay đổi và bạn
biết rằng là bạn mong muốn rằng tương lai bạn sẽ tăng đôi cái thu nhập, tăng gấp ba cái thu nhập, gấp năm cái thu nhập của mình. Và bây giờ bạn lên quy trình bạn làm cái việc đó. À, cái bạn hình dung ra điều này mà. À, và cái bạn nên nhớ rằng là để làm được việc đó thì bạn gì, bây giờ bạn phải dành cái quỹ thời gian ra, bạn đầu tư cho chính bản thân mình. À, bạn xem cái việc mà học hành đó, nâng cao kiến thức đó, giao lưu kết nối với người thành công, nó đi học là đầu tư cho bản thân mình. À, các bạn nhận ra điều này chưa? À, và có nhiều người thì nói cái suốt ngày bận rộn, thu nhập thấp, nói không có thời gian. Cái đó là bạn đang đi vào một cái vòng lặp, nó rất là một người đi ra kinh doanh mà rất là bận rộn, không có thời gian, thì cái đó là cũng không có tốt. Làm bạn đi làm công mà bận rộn từ sáng tới tối mà thu nhập rất rất là thấp, thì bạn phải ý thức lại, bạn phải thoát ra cái suy nghĩ đó. Bạn cứ tại sao ta chăm chỉ mà ta vẫn không có tiền, bạn cần phải thay đổi cái tư duy một chút, cái suy nghĩ đi, là các bạn sẽ ngộ ra liền. Hoặc ai đã ra làm kinh doanh làm 3 năm nay 4 năm nay mà rất là cực khổ mà vẫn không có tiền, hoặc tiền rất là ít, hoặc là thậm chí lỗ, nghĩa là bạn đang làm sai cách rồi, thì hãy đi thay đổi đi. Đừng có bảo thủ, đừng có hành khổ mình, đừng có hành gia đình mình mòn khổ. Nó chỉ cần thoát ra một chút xíu cái tư duy thôi, là chút xíu cái cách nghĩ thôi, là các bạn thay đổi rất là nhiều thứ. Các bạn nhận ra điều này chưa? Đó. Cái suy nghĩ nó làm cho bạn thay đổi nhiều thứ. Đó. Và cái này là cái mà mình muốn trao đổi với bạn về cái lợi thế số 2, nghĩa là chúng ta làm chủ được thời gian, làm chủ được công việc, làm chủ được nhóm khách hàng. Các bạn anh vô ra làm chủ được thu nhập, và nó có những cái cách để chúng ta làm được cái việc đó. À, mình rất vui là trong thời gian qua mình giúp một số bạn, họ đã giải quyết được cái vấn đề này. Vậy thì bây giờ là tới phiên bạn. À, nếu mà bạn đang mắc phải những cái gì mình đang nói thì bạn hãy hành động ngay và nhớ đăng ký xuống cái đoạn video của mình nhé. Nhớ đăng ký trên đoạn YouTube đó, nhớ đăng ký để lần sau mình sẽ chia sẻ bạn lợi thế số 3, lợi thế số 4, lợi thế số 5, lợi thế số 6, lợi thế số 7 của người ra làm chủ doanh nghiệp. Và khi bạn biết những cái lợi thế này thì bạn sẽ không cưỡng được, bạn phải ra làm chủ ngay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem đoạn video này.